Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video. Danh hài Thúy Nga tiếp tục đồng hành cùng ca sĩ Kim Ngân đến khi họ tỉnh lại. Theo chúng tôi tìm hiểu trong những phần bình luận thì đa số tất cả các fan hâm mộ đều cùng niềm ao ước như chúng tôi, rất và rất mong Thúy Nga và Kim Ngân trở lại bên nhau cùng đồng hành cho chặng đường sắp tới. Mặc dù hiện tại giữa Thúy Nga và gia đình Kim Ngân đã có một mối rạn nứt, nhưng đa số theo ý của các vị độc giả đều mong muốn cặp đôi này sẽ được gia đình cho phép để cặp đôi Ngân Nga này tiếp tục một hành trình của họ tiếp theo nữa. Vì sao cặp đôi này lại có một sức hút đến kỳ lạ như vậy? Nó đã lan tỏa một tình thương khắp mọi miền thế giới, theo dõi hành trình phục hồi từ từ của Kim Ngân. Và mới đây nhất là một vị khán giả đã nói rằng Kim Ngân sau này mà hồi tỉnh, nếu không làm ca sĩ nữa thì cũng có thể đi đóng hài được luôn. Những lời của vị này thật không sai chút nào. Trong hành trình giúp đỡ Kim Ngân, người ta không chỉ xem Thúy Nga giúp Kim Ngân như thế nào, mà còn muốn xem những câu nói hài hước của nữ ca sĩ. Như trong phòng giỡn với Tấn Yến, Kim Ngân nói, ông đi chợ, hai bà đi chợ. Thấy Yến ôm thì nói, ôi trời ơi, lúc rửa hoa để cắm thì Kim Ngân nói, bởi vì đời em bon chen. Thúy Nga nói, Kim Ngân là đại ca mà, mình chỉ là đồ đệ thôi, đi theo hầu hạ phục dịch thôi. Kim Ngân muốn gì thì là dạ chị. Kim Ngân trả lời đúng rồi. Lúc giận Tuấn Yến với Yến ôm, nó mới ngưng hết giận nghe, thì nói trời ơi, rồi. Như đang đi với sư cô, Kim Ngân nói với Thúy Nga, Út nói gì với má hai, hôm qua rồi, không có món hàng tại vì sư cô lỡ dạy một thời với baguette, do sư cô yêu baguette, nên sư cô sẽ không bao giờ có món hàng. Bỏ đi, cho cái món này ngon gấp 10 lần, món của Út mặc vô được rồi. Sư cô A Di Đà Phật, sư cô không lỡ dạy. Không? Nhớ mình chẳng mình đến cuối ngồi nhớ ai. Không biết đi với ai không biết. Chắc đi mình. Đi xa đi lỡ chân ta. Đây, Kim Ngân đứng hát đi. Look into my eyes. Đó, đây Kim Ngân đứng hát nè. Giống bà ngoại, giống ông ngoại. Không có giống như là gì. Gì à, gì đó. Gì quý, gì quen. Đâu, Kim Ngân hát, chạy gặp. Chớ được ngồi vô cuối chứ bà rầy. Không có ngồi. Không có ngồi. Ngồi về con chứ bà chạy. Dạ, không có ngồi. Chỉ có kêu Kim Ngân hát à. Hát đi. Sư bà đi dặn cái máy lên kìa. Sư gia phụ con đi, tụi nó quậy quá. cha dặn cho anh dân nó hát karaoke đi cha. Con giao cho cha đó. Sư mọi gia có nhiều đó, đồ đệ quá trời không thu bây giờ đang suy nghĩ thu tiền chứ. Đồ đệ quá trời. Cha ngồi đây nha cha. Gia phụ đi, tụi nó quậy quá. Dạ thưa anh má, ngồi đây. Con đi rửa chén. Thôi ngồi đây chút xíu đi bà nội. Bà nội làm cho con tổ chát hết. Đó. Giờ cha giảng đạo cho tụi con chút xíu. Bà nội con biết cái gì đâu mà con giảng. Dạ phụ. Đó là con trai. Con trai. Nhưng cái mừng Maria để ơn phước đức Chúa Trời cha bấm sao. Con đọc biết bấm đâu. Đi ra ngồi đi. Dạ, đứng con mới ăn, con đứng cho nó tiêu. Đỡ không Tuấn? Dạ đỡ. Dạ. Đỡ ha, bữa nào sư cô đem qua nữa. Dạ. Bữa nào hoặc là ghé sư cô lại. Lúc nào đau thì xin lại. Không, đừng lại lúc đau. Phải uống cho điều gì đó. Để giữ cái bao tử. Ủa, trước nó quậy quá. Tụi nó quậy con quá. Dạ này cười kìa, Kim Ngân. Cười kìa, cười kìa. Cười kìa. Rồi mệt chưa, về ngủ. Dạ giờ cái gì đó, cái gì 6 tháng sao lập lại sao rồi 6 tháng chứ mà lâu rồi nhà con đâu có đầy cái gì đó, đầy đủ tiền nghi mà cái gì đó cửa mà giống như sư cô nói cái đó gọi là giống như nhà bất lai đó, không đồ á, nó to rồi gì. Kim Ngân 6 tháng mới gặp gì, mới hẹn hôm qua là sáng mình đi shopping mà. Phải không? Mai đi shopping. Mai đi shopping. Sư bà muốn đi không? Sư bà muốn đi shopping với tụi con. Mời ghé tiệm bà đón bà đi. Nhà biết tiệm nữa. Bà nói. Xa lắm, tiệm xa lắm. Nghe rồi. Tại vì á, sư gì đó, sư ông á,
nói là sư bà có chiều cao giống sư ông. Dạ cảm ơn. Mời ông già đi con. Mời Hùng á, để dành cho Hùng. Rồi, con lấy con lại đi. Cái phần khách này là cái món gì thứ mới chào dạ ăn xong bánh tương đức để nhìn ngồi tiếp khách đây là những thước phim về Kim Ngân. Vậy ta có thể biết được cặp bài trùng Thiên Nga và Kim Ngân đi bên nhau thì sẽ hài hước biết chừng nào. Một diễn viên hay, một mình diễn chưa đủ, mà còn phải có một người bạn đồng diễn với mình nữa, thì nó sẽ hấp dẫn và hay hơn. Như Thiết Nga và Việt Hương, như Hoài Linh và Chí Tài, Vân Sơn với Bảo Liêm. Đó là những bộ đôi khi kết hợp với nhau, thì khán giả chỉ có thể khen là quá xuất sắc. Như bây giờ Kim Ngân cũng là một nghệ sĩ, do đó mà được mọi người yêu mến. Lúc đầu vì thương cho Kim Ngân, thời trẻ son sắc, rất tuyệt đẹp, mà đến khi trở thành một người nửa tỉnh nửa mê, sống còn bụi đường gió sương, đã táp vào da mặt của một nghệ sĩ, mặc dù mới ngoài 60 mà như bà lão 80, đã làm xúc động biết bao trái tim người yêu thương. Rồi sau đó là cách nói chuyện rất hài hước, rất dí dỏm, rất lịch sự và lễ phép, đã làm cho quý khán giả càng yêu thương cặp đôi này hơn nữa. Mặc dù đôi lúc Kim Ngân cũng nói nhảm và chửi bậy, nhưng lâu lâu nghe những lời chửi bậy của Kim Ngân cũng thấy vui chứ đâu, thấy gọi là Thiên Nga xúc phạm Kim Ngân gì đâu. Mà quý khán giả cũng rất tò mò xem lúc Kim Ngân thần kinh có bất ổn là người như thế nào. Thiên Nga là một diễn viên hài mà quý khán giả đã tôn xưng danh hài Thiên Nga, muốn trở thành danh hài không phải một sớm một chiều mới có được danh xưng đó, mà phải mất bao nhiêu thời gian và công sức mới được vinh dự khán giả tôn xưng như vậy. Khi mà Kim Ngân đi bên cạnh một người bình thường thì làm sao có thể khiến cho nữ ca sĩ bộc lộ được hết năng khiếu tiềm ẩn của mình. Chỉ có những người nghệ sĩ mới có thể giúp đỡ cho Kim Ngân bộc lộ năng khiếu của mình ra. Và 86 tập của Thiên Nga vừa qua mặc dù ít nhưng lại đem đến cho quý người hâm mộ một nguồn giải trí đầy ý nghĩa và chia sẻ niềm vui và đi bên cạnh Ngân Nga. Mong rằng gia đình của ca sĩ Kim Ngân biết được nguyện vọng của quý khán giả, rất và rất mong muốn cặp đôi này trở lại một lần nữa đi bên nhau để cho cuộc đời này đẹp hơn.